Chương 251. Đại quốc chi cảnh. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nếu như Liễu tộc mà chính mình muốn tìm, chính là một trong tứ tộc của đại quốc Thiên Bồng kia, như vậy chính là tuyệt đối bất phàm. Nhất Hoàng, Tam Tông, tứ tộc, tám cỗ thế lực này tạo thành mạch máu xuyên suốt toàn bộ đại quốc Thiên Bồng, bao trùm trên hết thảy vô số các thế lực khác. Trong đó, bất cứ một cỗ thế lực nào, ít nhất cũng có được thực lực tuyệt cường của một phương cường quốc, thậm chí hoàn toàn có thể quét ngang cả một phương cường quốc nữa. Trong tám cỗ thế lực này thì uy vọng của Hoàng thất chính là cao nhất, là người thống trị đại quốc Thiên Bồng trên mặt danh nghĩa. Tám cỗ thế lực mạnh mẽ tuyệt thế này cùng tồn tại trong một cái đại quốc, có thể tưởng tượng được bố cục phức tạp khổng lồ như thế nào. Chẳng qua hết thảy những thứ này, đối với Triệu Phong vừa mới chân ướt chân ráo bước chân vào đại quốc Thiên Bồng mà nói, cũng không có chút quan hệ nào. Hắn ở lại thập tam quốc cũng không có khả năng ảnh hưởng đến đại cục, khó có thể sống yên ổn được. Thân ở trong đại quốc Thiên Bồng, chính là một hạt bụi bặm nhỏ đến mức không đáng nói đến trong đông đảo chúng sinh nơi này. Thoáng sắp xếp lại suy nghĩ, Triệu Phong lại liếc mắt nhìn Nộ Thiên Hà trước mặt mình. Dòng nước Nộ Thiên Hà bàng bạc rộng lớn, sóng vỗ tràn bờ, uy thế của từng cỗ cương phong không ngừng thổi quét, đủ khiến cho cường giả thoát phàm cảnh bình thường cũng phải cảm thấy hít thở không thông. Nộ Thiên Hà chính là dòng sông lớn nhất toàn bộ đại quốc Thiên Bồng, một trong ba dòng sông lớn nhất của toàn bộ Bắc Đại Lục. Nếu như muốn bước chân vào thánh địa tu hành của đại quốc Thiên Bồng, đi tới chốn phồn hoa thịnh thế Hoàng Đô Thiên Bồng, thậm chí đi tới Liễu gia, một trong tứ đại gia tộc, cũng cần phải đi qua con sông dài hiểm trở này. Triệu Phong đứng lặng tại bờ sông, ánh mắt lóe lên, một đầu tóc xanh theo gió tung bay. Lúc này, bên cạnh bờ sông, những người muốn qua sông cũng không phải chỉ có mỗi mình Triệu Phong. Những người mà tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy, cũng đều là muốn qua sông. Khu vực bờ nam của Nộ Thiên Hà, trong mắt người của đại quốc Thiên Bồng chính là một mảnh địa vực hoang vắng xa xôi. Cho dù nơi này còn phồn hoa hơn thập tam quốc gấp mấy lần, chỉ khi nào đi xuyên qua Nộ Thiên Hà, mới có thể đi vào thánh địa phồn hoa chân chính của đại quốc Thiên Bồng. Trong tám cỗ thế lực cực mạnh của đại quốc Thiên Bồng, có tới sáu cỗ thế lực đều ở phía nam của Nộ Thiên Hà, mà hai cỗ thế lực còn lại thì là hai đại tông phái chiếm cư linh bảo phúc địa, thế lực siêu nhiên không thể chạm tới. Vù, một đạo âm thanh xé gió phá không truyền đến, một luồng uy áp chân linh mạnh mẽ lan tỏa, khiến cho mọi người đứng ở bờ sông cũng đều có chút biến sắc. Liếc mắt nhìn lại, một đầu phi báo bốn cánh phá không mà đến, hình thể có thể so với một con voi lớn, quanh thân toát ra từng trận cuồng phong, đang chở một vị quý nhân kim bào thực lực chân nhân cấp, từ từ đáp xuống bên cạnh bờ sông. Tứ Dực Phi Vân Báo, không ngờ là linh sủng phi hành loại chiến đấu, chiến lực của đầu Tứ Dực Phi Vân Báo này chỉ e có thể dễ dàng xé nát một nửa bước chân linh cảnh bình thường a. Những người bên cạnh bờ sông nhất thời tràn ngập kính sợ, đừng nói là vị quý nhân kim bào kia, cho dù là đầu Tứ Dực Phi Vân Báo mà đối phương đang cưỡi kia, ngay cả cường giả thoát phàm cảnh bình thường cũng đều phải tránh xa mấy thước. Ngay khi Tứ Dực Phi Vân Báo kia đáp xuống mặt đất, Triệu Phong rõ ràng cảm giác được thanh phong yến của chính mình thoáng run sợ bất an một chút. Có lẽ luận về tốc độ, thanh phong yến không nhất định phải sợ Tứ Dực Phi Vân Báo, nhưng mà luận chiến lực, thanh phong yến căn bản thúc ngựa cũng không theo kịp. Sau khi tiến vào đại quốc Thiên Bồng, Triệu Phong phát hiện ra những kẻ tu luyện có được linh sủng phi cầm cũng có rất nhiều. Thanh phong yến của hắn cũng xem như là chủng loại tương đối hiếm quý, đặc biệt tốc độ kinh người, khiến cho không ít người cũng đều hâm mộ thèm thuồng. Vị quý nhân kim bào kia, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt đảo quét qua những người đang đứng ở bờ sông. Đến khi ánh mắt hắn rơi xuống thanh phong yến ở bên cạnh Triệu Phong, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý lắm. Triệu Phong chỉ có được tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh, không ngờ lại có được một linh sủng phi cầm giống như thanh phong yến. Phải biết rằng, thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường, thậm chí ngay cả nửa bước chân linh cảnh, cũng chưa chắc đã có được một đầu tọa kỵ phi cầm tốt như thế. Theo thời gian trôi qua, những người bên bờ sông càng lúc càng nhiều hơn. Những người này, tu vi thấp nhất cũng đều là tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên trở lên, lục trọng thiên, thất trọng cũng không hề hiếm lạ. Không bao lâu sau, bên bờ sông cũng đã xuất hiện vài vị cường giả nửa bước chân linh cảnh. Chiến lực của những người này căn bản không thể lấy tiêu chuẩn tại khu vực Hoành Vân Thiên Lâm để cân nhắc. Bất cứ một cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh nào ở nơi này,
Triệu Phong cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết được. Đương nhiên, những người ở nơi này, mỗi khi ánh mắt nhìn về phía quý nhân Kim Bảo, đều cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ, trong lòng kính sợ. Theo lý mà nói, với tu vi chân nhân cấp bình thường, miễn cưỡng cũng có thể phi hành qua Nộ Thiên Hà. Có lẽ vị cường giả này không muốn phí sức a, trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ. Những người đứng ở bên bờ Nộ Thiên Hà này cũng đều đang chờ đợi thuyền trở sang sông. Những con thuyền bình thường, tự nhiên là không thể nào đi qua được Nộ Thiên Hà. Chỉ có những con thuyền được đặc chế, trải qua trận pháp gia cố, mới có khả năng chống đỡ được những cơn gió lốc bên trong Nộ Thiên Hà này. Nhưng mà loại thuyền này rất khó chế tạo, vật liệu chế tạo có thể so sánh với thần binh, càng cần phải có đại sư trận pháp ra tay bố trí trận pháp. Giá trị căn bản là không thể đánh giá nổi, thậm chí so sánh với thần binh linh cấp bình thường còn trân quý hơn nhiều. Độ thiên thuyền sắp sửa đến rồi, không biết kẻ nào bên bờ sông đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Mọi người đều đưa mắt chăm chú nhìn vào con sông đang vỗ sóng mãnh liệt phía trước. Nhãn lực của Triệu Phong cực mạnh, rất nhanh nhìn thấy một chiếc lâu thuyền toàn thân một màu ngân sắc, độ dài chừng mấy chục trượng. Bên ngoài thân của lâu thuyền khắc một đám hoa văn trận pháp cực kỳ phức tạp, kỳ dị, trong lúc mơ hồ hiện lên một tầng quang trạch thổ hoàng sắc. Triệu Phong thoáng đánh giá một chút, cho dù là một kích toàn lực của chính mình, cũng khó có thể tổn thương được chiếc thuyền này chút nào. Đúng là bởi vì có các loại trận pháp gia trì, mới khiến cho chiếc lâu thuyền này ở bên trong sóng gió không bị xô lật, lại càng không bị những đợt sóng lớn nặng đến mấy trăm vạn cân kéo cho chìm xuống nước. Dọc hai bên bờ Nộ Thiên Hà cũng có rất nhiều bến tàu. Bình thường, tại mỗi một bến tàu, cũng đều có loại độ thiên thuyền này nhằm đưa khách nhân qua lại giữa hai bờ Nộ Thiên Hà. Lần này, những người từ trên độ thiên thuyền đi xuống ít ỏi không có mấy người. Người bình thường đều là nghĩ trăm phương ngàn cách để có thể tiến vào thánh địa tu luyện Đại Quốc Thiên Bồng. Những người muốn từ nơi đó đi ra, căn bản là cực ít. Trên độ thiên thuyền cũng chỉ có bốn gã thủy thủ, dáng người khôi ngô cường tráng, toàn thân cơ thể giống như là đúc bằng kim loại vậy. Ngay cả khí huyết khí lực cũng phát ra một luồng áp bách vô hình. Bốn gã thủy thủ này đều là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh, am hiểu luyện thể. Bằng vào lực lượng thân thể, hoàn toàn có thể chống lại đối thủ cùng cấp. Triệu Phong âm thầm kinh ngạc, loại cường giả cấp bậc này nếu như độ tuổi vừa đủ, đặt ở trong Liên Minh Thịnh Hội, hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt vị trí tân tinh. Chương 251, Đại Quốc Chi Cảnh, hạ 2, tổng cộng có 49 vị trí, mỗi người 300 nguyên tinh thạch hạ phẩm. Một gã thủy thủ tiến về phía mũi thuyền, lớn giọng hô to, siêu. Lời nói vừa dứt, vị quý nhân Kim Bảo kia liền bay thẳng lên trên độ thiên thuyền. Uy áp chân linh cường đại khiến cho bốn gã thủy thủ kia cũng phải động dung. Nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại, thu nhận nguyên tinh thạch, 300 nguyên tinh thạch hạ phẩm. Đây cũng không phải là con số nhỏ a, Triệu Phong có chút giật mình. 300 nguyên tinh thạch hạ phẩm chính là tương đương với 3 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Đương nhiên, Đại Quốc Thiên Bồng căn bản không thể nào giống với Thập Tam Quốc. Loại tiền tệ chủ lưu ở nơi này chính là nguyên tinh thạch hạ phẩm. Thế giới tông môn ở nơi này, nguyên tinh thạch thứ phẩm căn bản là loại tiền tệ thấp kém, chủ yếu chỉ lưu thông trong tầng cấp thế tục nơi này mà thôi. Đại Quốc Thiên Bồng, sản lượng nguyên tinh thạch cực cao, các loại tài nguyên cũng đều cực kỳ phong phú, cho nên vật giá cũng tương đối cao hơn một chút. Trong lòng Triệu Phong rất nhanh hiểu ra, hắn đã nhận được phần thưởng 1 vạn nguyên tinh thạch hạ phẩm tại Liên Minh Thịnh Hội, chính là tương đương với 100 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Với mức tiền vốn này đặt ở trong Liên Minh Thập Tam Tông, cũng xem như là con số kinh người, chính là một đại phú hào khiến cho người ta nhìn đỏ mắt rồi. Nhưng mà nếu đặt ở nơi này thì 1 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm căn bản không tính là quá nhiều. Tiền vốn của một cường giả nửa bước chân linh cảnh bình thường ở nơi này hơn phân nửa đều hùng hậu hơn so với Triệu Phong. Siêu siêu, tất cả mọi người đang đứng trên bờ đều chen chen chúc chúc phóng về phía độ thiên thuyền. Độ thiên thuyền đang đứng ở gần bờ, nơi này vẫn còn có một đám cương phong sóng lớn cường đại, đủ để khiến một cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường phải chật vật rơi xuống sông. Bởi vậy, đường lên duy nhất của mọi người chính là ở phần đầu thuyền, nơi gần với bờ nhất, 41, 42, còn lại 7 danh ngạch. Gã thủy thủ đứng ở mũi thuyền đạm mạc nói, chỉ cần có đủ 49 người lên thuyền, độ thiên thuyền sẽ lập tức rời bến. Những người còn lại bên bờ sông liền có chút sốt ruột. Phải biết rằng,
mỗi một chiếc độ thiên thuyền, cứ cách 10 ngày mới đi qua lại Nộ Thiên Hà một chuyến. Thời gian còn lại, còn phải tiến hành tu bổ những trận pháp bị hư hao trên thân thuyền trong mỗi lần đi lại. Hơn nữa, dọc theo hai bên bờ sông, cứ cách phạm vi mấy vạn dặm mới có một cái bến tàu. Nếu bỏ lỡ một chuyến độ thiên thuyền, như vậy cần phải đợi thêm gần nửa tháng nữa mới có chuyến độ thiên thuyền tiếp theo. Nhanh một chút mới được. Triệu Phong lần đầu tiên đi tới nơi này, vẫn còn không hiểu những tình huống này, cho nên hiện tại mới chậm hơn những người khác. Vù, thân hình Triệu Phong bay vút lên, kéo theo một đạo thanh âm điện minh nhàn nhạt. Nhưng mà, động tác của hắn so với những người có chuẩn bị mà tới, vẫn chậm hơn mấy hơi thở. Đến khi Triệu Phong chạy tới, thì tại chỗ đầu thuyền, đang có bốn người tranh đoạt hai cái danh ngạch cuối cùng. Thiên Xương Bá Cực Quyền, trong đó một gã thanh niên tóc bạc phát ra quyền phong rít gào. Xương giá băng phong nhất thời lan tràn ra bốn phía, trong phạm vi 10 trượng xung quanh nhất thời nhiễm lên một tầng băng lam nhàn nhạt. Gã thanh niên tóc bạc kia, dùng lực lượng một người, đánh lui một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh và hai gã lục trọng thiên thoát phàm cảnh còn lại. Uy lực công kích như thế này gần như đã vượt qua công kích của Thương Vũ Nguyệt ngày đó tại Thịnh Hội Liên Minh. Trong lòng Triệu Phong nhất thời đại động, đại quốc thiên bồng tài nguyên phong phú, thiên tài xuất hiện lớp lớp, giống như cá giết qua sông vậy. Chỉ luận thực lực của gã thanh niên tóc bạc kia, Triệu Phong không sử dụng đến lực lượng huyết mạch, căn bản không phải là đối thủ của hắn, trừ phi hắn khôi phục lại thực lực thất trọng thiên. Sau khi gã thanh niên tóc bạc đi lên thuyền, trên bờ chỉ còn lại có Triệu Phong cùng với ba người khác. Vù, âm ảnh phi phong sau lưng Triệu Phong rung lên, thân thể trở nên mờ ảo hơn một chút, thanh âm điện minh cũng càng dồn dập hơn. Trong nháy mắt đó, tốc độ của hắn hoàn toàn siêu việt một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh cùng với hai gã lục trọng thiên thoát phàm cảnh còn lại. Nằm mơ, cả ba người này không ai là đèn cạn dầu. Chiến lực của mỗi người cũng đều tương đương hoặc tiếp cận với thực lực của Ngạo Nguyệt Thiên. Từ Tử Huyền, điện quang cháo, Triệu Phong cũng không trốn tránh. Bên ngoài thân thể vờn quanh từng đạo điện quang sáng ngời, giống như mạng nhện không ngừng ngưng kết lại, hình thành nên một tầng điện quang hộ cháo màu xanh nhạt. Bồng oanh, công kích của ba người đồng thời rơi lên người của Triệu Phong. Điện quang lóe lên một phen, khiến cho thân thể ba người đồng loạt cứng đờ. Trong đó gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh kia rên lên một tiếng, thân thể nhất thời tê dại, mà hai người còn lại thì bị đẩy lui về sau đến mấy trượng. Trên người lưu lại mấy vết cháy xém bốc khói. Vù, chờ đến lúc bọn hắn phản ứng trở lại thì Triệu Phong đã giống như một đạo điện quang, nhảy lên độ thiên thuyền, đặt được một cái danh ngạch đi thuyền cuối cùng. Sau khi hoàn thành xong những cái này, Triệu Phong hô hấp gấp gáp, sắc mặt ngưng trọng. Sau khi tiến vào Đại Quốc Thiên Bồng, cảm giác đầu tiên hắn gặp phải, đó chính là cạnh tranh. Cạnh tranh ở nơi này vô cùng khốc liệt, thậm chí hiện tại ngay cả việc đi lên một chiếc thuyền để qua sông, cũng đều phải tranh đoạt một phen nữa. 800 nguyên tinh thạch hạ phẩm, gã thủy thủ vẻ mặt không chút biểu tình, nói, như thế nào lại là 800? Sắc mặt Triệu Phong có chút biến đổi, hắn còn nhớ rất rõ ràng, mỗi người chỉ thu 300 nguyên tinh thạch. Cái này cũng đã là quá mắc rồi. Người có thêm linh sủng phi cầm, nên phải phụ thu thêm 500 nguyên tinh thạch. Gã thủy thủ có chút không kiên nhẫn, nhàn nhạt giải thích. Triệu Phong chỉ đành yên lặng giao ra 800 nguyên tinh thạch. Giá trị của Thanh Phong Yến căn bản là vượt qua 500 nguyên tinh thạch hạ phẩm này. Chỉ là đầu tứ dực phi vân báo bên người vị quý nhân kim bào chân nhân cấp kia, lúc này đã nhìn không thấy đâu nữa. Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Triệu Phong, vị quý nhân kim bào kia nhàn nhạt cười, ngươi là từ bên ngoài Đại Quốc Thiên Bồng đến đây phải không? Triệu Phong lập tức gật đầu. Hắn vừa mới gật đầu, những người trên độ thiên thuyền còn lại, trong ánh mắt khi nhìn về phía hắn không khỏi mang theo một tia khinh thường nhàn nhạt, giống như đang nhìn về phía một tên nhà quê lần đầu tiên lên tỉnh vậy. Nhưng vị quý nhân kim bào kia vẫn giữ sắc mặt bình thản, cũng không có chút nào khinh thị, kiên nhẫn giải thích, ta có một cái túi linh sủng, chuyên môn dùng để chứa các loại linh sủng phi cầm. Xin hỏi tiền bối, cái túi linh sủng này giá tiền bao nhiêu? Ánh mắt Triệu Phong rơi xuống trên một cái túi nhỏ màu đen đeo bên hông của đối phương. 10 vạn nguyên tinh thạch, vị quý nhân kim bào kia nhẹ nhàng bình thản nói. 10 vạn nguyên tinh thạch, Triệu Phong hít thật mạnh một ngụm khí lạnh. Chỉ mỗi cái túi linh sủng này thôi, liền tương đương gấp 10 lần toàn bộ gia sản hiện tại của mình. Kết quả là Triệu Phong lại có thêm một cái ấn tượng mới đối với Đại Quốc Thiên Bồng. Ngoại trừ cạnh tranh khốc liệt,
những người tu luyện ở nơi này đều rất có tiền. Chương 252. Giá trị của tiểu tặc Miêu. Mèo mèo, có lẽ là người được mùi vị của đồng tiền. Tiểu tặc Miêu đột nhiên từ trong chữ vật thủ trạc nhảy ra. Ngóng nhìn chung quanh, cặp mắt như hai hòn hắc bảo thạch không ngừng đảo chuyển. Con mèo thật đáng yêu. Hì hì, không ngờ lại có con mèo nhỏ đáng yêu như vậy. Thoạt nhìn rất thông minh a, tiểu tặc Miêu vừa mới xuất hiện liền lập tức thu hút sự chú ý của mấy nàng nữ tử trên thuyền. Mèo mèo, hai chân trước của tiểu tặc Miêu khoanh lại trước ngực, bộ dáng thông minh lanh lợi, nhất thời câu dẫn được mấy nàng nữ tử kia, nở nụ cười suýt xoa không ngừng. Trong lòng Triệu Phong thoáng căng thẳng, trong lòng thầm mắng, người cái tên gia hỏa này đi ra gây náo nhiệt làm cái gì? Nói không chừng còn khiến ta phải trả thêm nguyên tinh thạch nữa a, cũng may. Tiểu tặc Miêu chỉ lớn cỡ một bàn tay, thuộc loại sùng vật thể tích nhỏ, cũng không bị bắt phải nộp thêm nguyên tinh thạch nữa. Vị quý nhân kim bào kia thoáng có chút hứng thú dò xét Triệu Phong và tiểu tặc Miêu, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm lời nào nữa. Vù, soạt, sau khi độ thiên thuyền lên đủ 49 người, bốn gã thủy thủ cường tráng kéo cánh buồm lên, bốn phía phát ra một tầng quang huy thanh lam sắc nhàn nhạt. Thôi động lâu thuyền hướng về phía bờ bên kia mà trèo đi. Sóng lớn bạo phong thổi quét tràn ngập nộ thiên hà, cực kỳ khiến người ta kiêng kỵ. Cho dù là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh lâm vào trong đó, cũng không thể kiên trì được bao lâu, liền táng thân dưới đáy sông. Dưới loại sóng to gió lớn như thế này, tốc độ đi tới của độ thiên thuyền thập phần chậm chạp. Độ rộng của nộ thiên hà ở khu vực này khoảng chừng 100 dặm. Cái này vẫn là khu vực tương đối hẹp nhất rồi. Với tốc độ trước mắt mà nói, không có thời gian 4-5 ngày, chỉ sợ không đến được bờ bên kia. Triệu Phong suy tính, thầm nghĩ, thời gian 4-5 ngày, nếu dùng để tu luyện, quả thật là cũng đủ thời gian. Thế nhưng mà vấn đề chính là bên trong nộ thiên hà sóng vỗ mênh mang. Trong quá trình độ thiên thuyền chạy tới, thường xuyên sóc nảy mãnh liệt, dù sao thì thân thuyền cũng phải thừa nhận lực trùng kích mãnh liệt mấy trăm vạn cân a, không chỉ như thế. Thời điểm sóng đánh mãnh liệt nhất thì độ thiên thuyền thậm chí sẽ lay động mãnh liệt. Mọi người chỉ cần có chút không cẩn thận, liền sẽ bị hất ngã tung. Dưới loại tình huống như vậy, đừng nói là bế quan tu luyện, cho dù là ngủ một giấc nhẹ, cũng đều là một loại hưởng thụ xa xỉ. Thời điểm khi độ thiên thuyền sóc này quá mạnh, phần lớn mọi người đều sẽ có chút chật vật. Ai nấy đều thúc giục chân lực, ổn định thân hình, người biểu hiện bình tĩnh nhất, tự nhiên chính là vị quý nhân kim bào chân nhân cấp kia. Hắn ngồi ở trên thuyền, giống hệt như một cây đinh đóng trên đó vậy. Mặc cho gió thổi mưa vần, gió bão tề giống cũng không chút lay động được hắn. Tiếp theo là mấy vị cường giả nửa bước chân linh cảnh. Biểu hiện cũng xem như là thoải mái một chút. Những vị cường giả nửa bước chân linh cảnh này thực lực mạnh mẽ. Trong cơ thể của bất kỳ người nào cũng tu thành được nửa bước chân linh khí. So sánh với những cường giả nửa bước chân linh cảnh mà Triệu Phong gặp được ở Thập Tam Quốc thì cường đại hơn nhiều lắm. Còn may, độ thiên thuyền cũng không phải mỗi thời mỗi khắc cũng đều sóc này. Ở một vài thời điểm, độ thiên thuyền cũng vô cùng bình tĩnh, mà nước sông nộ thiên hà bên cạnh cũng là một mảnh sóng yên gió lặng. Những khi độ thiên thuyền vững vàng, những cường giả trên thuyền cũng đều có thể trao đổi lẫn nhau. Thậm chí còn có thể tiến hành một vài giao dịch đơn giản nữa. Tiểu huynh đệ, đầu thanh phong yến này của ngươi có bán hay không? Cỗ mỗ nguyện ý trả giá 2.000 nguyên tinh thạch hạ phẩm. Một gã trung niên áo xám thân hình mập mạp lặng lẽ đi tới bên cạnh Triệu Phong. Thanh âm hòa nhã nói, 2.000 nguyên tinh thạch, ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, nếu đặt ở liên minh thập tam tông mà nói, thì cái này chính là tương đương với 20 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm. Cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ là, hắn rất nhanh lắc đầu, không bán. Giai đoạn hiện tại, Triệu Phong vẫn còn cần Thanh Phong Yến làm phương tiện đi lại. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng loại yêu thú phi cầm như Thanh Phong Yến này chỉ có giá trị bấy nhiêu mà thôi. Trên chiếc độ thiên thuyền này, ngoại trừ đầu tứ dực phi vân báo của vị quý nhân kim bào kia ra, không còn bất cứ linh thú phi cầm của người nào có thể so sánh được với Thanh Phong Yến của Triệu Phong. Thậm chí đại bộ phận người ở đây còn không có được tọa kỵ phi cầm nữa. Hay là như vậy, ta cho ngươi 3.000 nguyên tinh thạch A, đây chính là con số khổng lồ. Tương đương với 30 vạn nguyên tinh thạch thứ phẩm đó. Gã trung niên áo xám khẽ cắn răng một cái, hạ giọng nói, Triệu Phong vẫn là lắc đầu, 3.500, 4.000, 5.000, đây là giới hạn cuối cùng của ta a, mặc kệ gã trung niên áo xám kia nói như thế nào.
thì Triệu Phong vẫn luôn lắc đầu từ chối. Mấy người gần đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiền ngẫm hoặc là khinh thị. Người sáng suốt liền có thể nhìn ra được, gã trung niên áo xám này muốn lừa gạt tên nhà quê ngoại quốc vừa mới tới Đại Quốc Thiên Bồng này. Nằm ngoài dự đoán chính là, gã thiếu niên kia cũng chẳng thèm để ý đến con số nhìn như khổng lồ như vậy. Thủy chung vẫn không bị lừa gạt. Những khu vực bên ngoài Đại Quốc Thiên Bồng này, rất nhiều địa phương đều thiếu thốn tài nguyên. Nguyên khí thiên địa loãng hơn rất nhiều. Sản lượng nguyên tinh thạch cũng rất thấp. Chính vì thế, bình thường những người từ bên ngoài Đại Quốc Thiên Bồng đến đây đều rất dễ dàng bị con số mấy vạn, thậm chí là mấy ngàn nguyên tinh thạch trấn trụ. Chẳng qua gã thiếu niên trước mắt này dường như lại là một ngoại lệ. Gã trung niên áo xám mập mạp kia đem giá tiền kéo mãi lên đến 8.000 nguyên tinh thạch hạ phẩm. Thế nhưng Triệu Phong vẫn không đồng ý, thậm chí một chút suy nghĩ cân nhắc cũng không có. Đầu thanh phong yến này của ta, không ngờ lại có giá trị đến mức này. Ngoài mặt mặc dù biểu hiện bình thản, nhưng trong lòng Triệu Phong cũng có chút ngoài dự liệu. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm, sản lượng nguyên tinh thạch cực cao. Giá cả ở trong này cũng theo đó tăng cao lên, mà phàm là vật gì hiếm thì sẽ càng quý. Trong Đại Quốc Thiên Bồng này, lấy con đường tu hành võ đạo làm chủ. Thực lực cực cao, những yêu thú trong khu vực hoang dã gần đó đều đã bị tàn sát một lượng lớn. Một số loại linh sủng phi cầm hiếm quý so sánh với thập tam quốc mà nói, tương đối thưa thớt hơn rất nhiều. Bình thường mọi người muốn kiếm được một đầu tọa kỵ phi cầm tốt một chút, trừ phi là đi tới một vài khu vực tương đối nguy hiểm mới được. Linh sủng phi cầm giá cả rất cao, nhưng lại vẫn vô cùng thưa thớt. Hai nguyên nhân này khiến cho tọa kỵ phi cầm ở Đại Quốc Thiên Bồng, đặc biệt là những giống loại quý hiếm, có giá cả vô cùng xa xỉ. Hừ, một giá cuối cùng, 8.000 nguyên tinh thạch, người có bán hay là không? Ánh mắt của gã trung niên áo xám trầm xuống, sắc mặt cũng có chút tối tăm, đồng dạng là thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Khí tức trên người của hắn so sánh với các cường giả cùng cấp tại thập tam quốc thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Theo Triệu Phong đánh giá, thực lực của người này có thể sánh ngang với Từ Tử Huyền, Ngạo Nguyệt Thiên, thậm chí còn cao hơn một chút. Triệu Phong vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ái chà, Hồi Miêu Ưng, người muốn ép mua ép bán hay sao? Một gã thanh niên tóc bạc chậm rãi đi tới. Chương 252. Giá trị của tiểu tặc Miêu, gã thanh niên này Triệu Phong cũng có chút ấn tượng. Lúc trước khi hắn lên thuyền, người này đã thi triển ra Thiên Xương Bá Cực Quyền, dùng lực lượng một người đánh lui hai vị cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh cùng với hai gã lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Chiến lực cực mạnh, dưới tình huống không sử dụng lực lượng huyết mạch, Triệu Phong muốn chống lại người này căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Tề Cửu, chuyện này không quan hệ gì tới ngươi cả. Gã trung niên mập mạp được gọi là Hôi Miêu Ưng kia, vẻ mặt hơi có chút kiêng kỵ, cảnh giác nhìn về phía gã thanh niên tóc bạc. Giao dịch công bằng, kẻ ra giá cao thì được. Chẳng lẽ Tề mỗ ta lại không có tư cách giao dịch hay sao? Tề Cửu hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đều là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh, nhưng thực lực của Tề Cửu có thể so sánh với Thương Vũ Nguyệt. Khí chàng cường đại mạnh mẽ, khiến cho mấy người xung quanh cũng đều phải tránh xa. Gã trung niên áo xám nhất thời nín lặng, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản Tề Cửu ra giá cao hơn mình được. Luận thực lực và bối cảnh, đối phương đều mạnh hơn hắn không ít. Ta ra giá 1.000.000 nguyên tinh thạch, mua đầu thanh phong yến này của ngươi. Thanh âm của Tề Cửu nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại cường thế lạnh lùng không cho phép từ chối. 1.000.000 nguyên tinh thạch, gần như tương đương với toàn bộ nguyên tinh thạch hiện có trong tay của Triệu Phong. Ta ra 1.1.000.000, gã trung niên áo xám cũng không chịu thua kém. Hai vị, ta nói rồi, thanh phong yến tạm thời ta không định bán. Sắc mặt Triệu Phong bình tĩnh, lắc đầu nói, lời ấy vừa nói ra, không ít người ở đây ít nhiều đều có chút ngoài dự liệu. Gã thiếu niên từ bên ngoài Thiên Bồng tới này, không ngờ lại có thể dễ dàng từ bỏ sự hấp dẫn của số lượng nguyên tinh thạch khổng lồ như vậy. Nghe nói những kẻ tu luyện bên ngoài Thiên Bồng đều rất là nghèo khó. Chẳng lẽ không phải là sự thật sao? Hay là gã thiếu niên này là thiếu chủ của một gia tộc nào đó? Thậm chí còn có thể là thái tử của một tiểu quốc nào đó? Mấy người gần đó cũng đều hạ giọng trao đổi với nhau. Tề Cửu và Hôi Miêu Ưng khẽ liếc mắt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó liền xoay người tránh sang một bên. Tề Cửu bộ dáng như không để tâm, nhưng trong mắt Hôi Miêu Ưng thì lại thoáng hiện lãnh quang. Giờ phút này vẫn còn ở trên độ thiên thuyền, cũng không ai dám tùy tiện ra tay nháo sự.
cho dù hai bên có thù oán với nhau như thế nào, cũng đều đợi sau khi rời thuyền mới tiếp tục giải quyết. Thần sắc Triệu Phong vẫn vô cùng bình tĩnh như trước, còn tiểu tặc Miêu trên vai hắn thì ngáp dài một cái. Thế nhưng, một trận phong ba này vừa mới chấm dứt, thì từ một bên của lâu thuyền, lại có thêm một đám người đi tới. Con mèo nhỏ này của ngươi thật đáng yêu, có thể bán lại cho ta không? Một nàng thiếu nữ váy xanh, trong mắt chớp động một tia linh hoạt và ngây thơ, ước chừng 14-15 tuổi, bộ dáng xinh xắn tinh nghịch, hai cánh tay trần lộ ra bên ngoài ống tay áo, rõ ràng trắng muốt như tuyết vậy. Thiếu nữ váy xanh này còn nhỏ hơn Triệu Phong một chút, nhưng tu vi không ngờ lại đạt tới lục trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Cùng nàng đi tới đây, còn có một gã thiếu niên hắc y sắc mặt lạnh lùng, độ tuổi gần như tương đương với Triệu Phong. Thiếu nữ và gã thiếu niên này sóng vai cùng đi, độ tuổi còn rất nhỏ, nhưng tu vi cũng đều không hề tầm thường. Phía sau lưng hai người này còn có một vị lão giả bố y thực lực nửa bước chân linh cảnh đi theo. Lúc này đang không khỏi lắc đầu thở dài. Không bán, thanh âm Triệu Phong lạnh như băng. Vẫn là hai chữ này. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng phiền chán. Mấy nhân sĩ bản thổ của Đại Quốc Thiên Bồng này vì cái gì lại cứ muốn tìm đến một kẻ rõ ràng biết là từ bên ngoài đến mà đòi giao dịch cơ chứ? Chẳng lẽ người từ bên ngoài đến thì dễ bị lừa, dễ bị khi dễ hay sao? Tiểu tử tóc xanh kia, chúng ta là người của Liễu Gia Lâm Lam Quận. Nếu như thức thời, ngươi tùy tiện ra một cái giá, bán con mèo nhỏ này cho chúng ta đi. Gã thiếu niên hắc y kia lãnh khốc nói, bộ dạng rõ ràng là nếu như Triệu Phong từ chối thì sẽ lập tức xuất thủ. Liễu Gia Lâm Lam Quận, Liễu gia này chẳng lẽ có quan hệ sâu xa với Liễu tộc, một trong tứ đại gia tộc của Đại Quốc Thiên Bồng hay sao? Không ít người trên thuyền cũng thoáng có chút giật mình. Liễu gia, ba người này đến từ Liễu gia, có khi nào có quan hệ với mục tiêu mà ta đang tìm kiếm hay không? Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt hắn lại bất động thanh sắc, hỏi lại, tùy tiện ra một cái giá. Đúng vậy, gã thiếu niên hắc bào lạnh lùng kia, bộ dạng rõ ràng là vô cùng gấp gáp. Thiếu nữ váy xanh nhìn chằm chằm tiểu tặc Miêu, hai bàn tay trắng nõn khẽ nắm lại. Con mèo nhỏ này chính là sủng vật thông minh, có linh tính nhất mà ta từng gặp qua. Ngày hôm nay bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải mua được nó. Ừm, như vậy đi, nể mặt các ngươi là người của Liễu gia, ta giảm giá phân nửa cho các ngươi. Bộ dáng Triệu Phong giống như là đang cân nhắc cẩn thận. Nói, meo meo, tiểu tặc Miêu không ngừng múa loạn hai miêu chào, tỏ vẻ bất mãn kháng nghị. Một màn biểu hiện tràn ngập linh tính như thế này lại càng khiến cho nàng thiếu nữ váy xanh kia càng thêm yêu thích hơn. Giá cả thế nào, ngươi tùy tiện nói đi. Gã thiếu niên hắc bào có chút tự đắc, gã tiểu tử tóc xanh này khẳng định là từng nghe qua uy danh của Liễu gia. Giảm cho phân nửa giá cả, nghe ra cũng không tệ lắm. 10 ức nguyên tinh thạch, Triệu Phong chậm rãi nói ra một con số. Lời ấy vừa nói ra, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ. 10 ức, tiểu tử này thật đúng là biết công phu sư tử ngoạm mà. Cho dù bán sạch sẽ toàn bộ Liễu gia Lâm Lam Quận đi, cũng không đạt được nhiều nguyên tinh thạch như vậy a. Những người ở đây sau khoảnh khắc kinh ngạc, nhất thời phấn khích, cảm thấy có chút buồn cười. Gã thiếu niên hắc bào cùng với thiếu nữ váy xanh nhất thời giật mình, không nói nên lời. Ngươi, sắc mặt gã thiếu niên hắc bào lúc xanh lúc trắng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng, một con mèo nhỏ lớn chừng cỡ bàn tay, một con tiểu sủng vật như vậy, có thể có giá trị bao nhiêu cơ chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là mấy trăm nguyên tinh thạch mà thôi. Nào ngờ được tên tiểu tử tóc xanh này không ngờ lại sư tử há to miệng đến mức như thế. Còn không đợi gã thiếu niên hắc bào kịp phản ứng lại, Triệu Phong đã cười ha hà, nói, ta chính là nói nguyên tinh thạch cực phẩm a, nguyên tinh thạch cực phẩm. Không chỉ mỗi mình gã thiếu niên hắc bào, ngay cả những người khác trên thuyền cũng đều trợn mắt há miệng không nói nên lời. Vị quý nhân kim bào chân nhân cấp kia cũng không khỏi lắc đầu cười nhạt. Trên đại lục Thanh Hoa, nguyên tinh thạch cực phẩm sớm đã tuyệt tích từ lâu rồi. Thậm chí ngay cả nguyên tinh thạch thượng phẩm cũng gần như không còn xuất hiện. Cho dù là nguyên tinh thạch trung phẩm cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Lời nói của cường giả chân linh cảnh tự nhiên là có phân lượng. Rất hiển nhiên, Triệu Phong căn bản là không muốn bán, cho nên mới cho ra một cái giá trên trời như vậy. Tiểu tử tóc xanh, ngươi dám đùa giỡn chúng ta như vậy, ngươi cứ trống mắt mà coi. Gã thiếu niên hắc bào tức giận đến run rẩy cả người, xoay người rời đi. Hắn chưa từng tưởng tượng qua,
Một tên nhà quê đến từ nước ngoài như thế này, không ngờ lại không thèm cấp cho mình mặt mũi. Lại còn đùa bỡn hai người một phen như vậy. Mèo mèo, vẻ mặt tiểu tặc Miêu tràn ngập vui mừng cùng đắc ý, vô cùng hài lòng hôn nhẹ một cái lên trên mặt Triệu Phong. Sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn về phía gã thiếu niên hắc bào kia. Con mèo này ta thật sự rất thích a. Thiếu nữ váy xanh khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, trong ánh mắt đã toát ra một tầng hơi nước, lại liếc mắt nhìn về phía vị lão giả bố y nửa bước chân linh cảnh sau lưng mình, trong mắt toát ra vẻ cầu xin nồng đậm. Chương 253, cập bến, nàng thiếu nữ váy xanh, trong mắt ngập nước, sương mù mông lung nồng đậm, bộ dáng phi thường đáng thương. Những người đang xem trò vui xung quanh cũng không khỏi có chút thương tình, đều khuyên bảo Triệu Phong bán lại tiểu tặc Miêu cho nàng thiếu nữ váy xanh kia. Chỉ cần bỏ ra 10 ức nguyên tinh thạch là được thôi. Triệu Phong cười ha hà, nói, gã thiếu niên hắc bào nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong gần như bốc lửa. Nếu giờ phút này không phải là đang ở trên độ thiên thuyền, rất có khả năng đã nhào lại đánh cho Triệu Phong một trận rồi. Triệu Phong đã báo ra cái giá 10 ức nguyên tinh thạch này, hiển nhiên là đã không có ý định giao dịch rồi. Lại còn có ý tứ trêu chọc trong đó nữa. Đình Nhi, đợi sau khi qua khỏi nộ thiên hà, tiến vào thánh địa thiên bồng, Liễu bá sẽ mua cho ngươi một con mèo nhỏ giống hệt như vậy. Lão giả bố y phía sau hai người có chút hoạt kê và yêu thương, nói, mèo mèo, vẻ mặt tiểu tặc Miêu mang theo vẻ khinh thường, giơ ra một cái chảo mèo, chỉ lên không trung, sau đó lại giơ ra hai cái chảo mèo nữa, khoa tay múa chân một hồi, nó muốn nói rằng, nó là độc nhất vô nhị. Những người bên cạnh không ngờ lại có thể hiểu được ý tứ của nó. Độc nhất vô nhị, mèo mèo, tiểu tặc Miêu ngạo nghễ gật đầu liên hồi, xem như chấp nhận lời nói của mọi người. Mọi người nhất thời lại trừng mắt há miệng, cảm thấy vô cùng kỳ dị. Trên đời này không ngờ lại có một đầu miêu yêu thông minh lanh lợi đến như vậy. Bậc linh trí như thế này có thể so sánh với các loại yêu thú thuộc hồ tộc rồi. Liễu bá, nó đã nói nó chính là độc nhất vô nhị rồi. Ngài còn nói là sẽ mua cho Đình Nhi một con giống như đúc nữa. Thiếu nữ váy xanh đưa tay quệt miệng, gần như muốn bật khóc. Bộ dáng luyến tiếc không rời nhìn chằm chằm vào tiểu tặc Miêu, ánh mắt không hề rời đi. Lão giả bố y thì thập phần bất đắc dĩ, còn gã thiếu niên hắc bào thì lại phẫn hận bất mãn dương mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong. Căn bản không hề che giấu địch ý, Triệu Phong thì có chút không biết nói gì. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, bản thân mình không ngờ lại đã đắc tội hai nhóm người. Đám người đầu tiên muốn mua thanh phong yến của Triệu Phong, sau khi bị cự tuyệt, trong lòng liền sản sinh địch ý, mà nhóm người thứ hai lại muốn mua tiểu tặc Miêu của hắn, mua không nổi không ngờ lại còn muốn động thủ nữa. Hãi, đây là cái thế đạo gì chứ? Triệu Phong không khỏi lắc lắc đầu, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, xét đến cùng thì những người này đều cho rằng chính mình dễ ức hiếp a. Hắn chỉ một thân một mình, tu vi không cao, nhưng ở tại xứ người như Đại Quốc Thiên Bồng này, mọi người đều xem hắn như là một kẻ nhà quê mới lên tỉnh. Nghĩ rằng dễ dàng khi dễ, độ thiên thuyền vẫn còn tiếp tục chậm rãi chạy đi bên trong nộ thiên hà. Triệu Phong cảm nhận được lãnh ý và sát khí từ trên người thanh niên tóc bạc Tề Cửu cùng với Hôi Miêu Ưng. Mà trong số ba người kia, vẻ mặt gã thiếu niên hắc bào tràn ngập phẫn hận, cho rằng mình đã bị Triệu Phong khi nhục, hơn nữa lại còn muốn thay thiếu nữ váy xanh kia xuất đầu. Lão giả bố y nửa bước chân linh cảnh kia, ánh mắt thoáng có chút lóe lên, căn bản không thể nhìn ra được ý nghĩ thực sự của hắn. Sau khi rời thuyền, hai đám người này nếu như cùng lúc công kích, trong lòng Triệu Phong thoáng khẽ dùng mình một cái. Không nói những người khác, chỉ riêng gã thanh niên tóc bạc Tề Cửu kia, luận thực lực, gần như đã sánh ngang với Thương Vũ Nguyệt rồi. Mà thực lực cực mạnh trong đó, hiển nhiên chính là vị lão giả bố y kia. Nửa bước chân linh khí trong cơ thể đã có chút quy mô, cho dù gặp phải cường giả chân nhân cấp bình thường cũng có thể chống cự một phen. Đương nhiên, Triệu Phong tự đánh giá, cho dù mình không địch lại, nhưng bằng vào ưu thế tốc độ do âm ảnh phi phong và với điện chi truyền thừa mang lại, hắn vẫn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Tiểu huynh đệ, Liễu gia Lâm Lam quận chúng ta danh tiếng tuyệt đối không tệ, sẽ không làm ra chuyện tình ép mua ép bán đâu. Nhưng mà cũng không thể bảo chứng những người khác sẽ không làm như vậy. Nếu tiểu huynh đệ không ngại, có thể tạm thời đi chung với ba người Liễu gia chúng ta. Bố y lão giả truyền âm, đề nghị nói, trong lòng Triệu Phong thoáng rung lên, gừng đúng là càng già càng cay mà.
Lão giả bố y cũng nhìn ra được cục diện bất lợi của Triệu Phong, liền tung ra lợi ích chiêu dụ. Nếu như giúp đỡ Triệu Phong hóa giải được cục diện, xem như hắn thiếu nợ một khoản nhân tình. Đến lúc đó, lại nhắc lại chuyện giao dịch tiểu tặc Miêu, Triệu Phong căn bản không có khả năng hoàn toàn một phen từ chối được. Triệu Phong lúc này lại lâm vào suy tư giây lát. Hắn quả thật là không hề e ngại hai đám người này. Cho dù hắn không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ là, Liễu gia Lâm Lam quận này vừa lúc chính là một cái manh mối. Vừa mới chân ướt chân ráo tiến vào Đại Quốc Thiên Bồng, Triệu Phong căn bản không quen biết bất cứ kẻ nào. Hắn cũng không thể xác định được Liễu gia mà mình muốn tìm kiếm kia, rốt cuộc là một nhà nào. Không bằng như vậy đi, sau khi rời thuyền, ta cùng với ba vị kết bạn mà đi. Các ngươi phải cam đoan sự an nguy của ta. Về phần chuyện giao dịch, nếu như tiểu tặc Miêu đồng ý đi theo các ngươi, Triệu mỗ ta cũng sẽ không ngăn cản. Triệu Phong truyền âm hồi đáp. Một lời đã định, sắc mặt lão giả bố y lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng lại vô cùng tin tưởng nắm chắc thành công. Sau lưng bọn họ chính là một đại gia tộc khổng lồ, tài nguyên hùng hậu, con mèo nhỏ kia trí tuệ hơn người. Nếu như dùng lợi ích chiêu dụ, cấp cho đãi ngộ tốt nhất, tin tưởng rằng nó sẽ biết chim lựa đất lành mà đậu thôi. Lão giả bố y sau khi cùng Triệu Phong đạt thành hiệp nghị, lại truyền âm cho thiếu nữ váy xanh cùng gã thiếu niên hắc bào. Thật tốt quá, không hổ là Liễu bá bá, vừa ra tay liền mã đáo thành công. Thiếu nữ váy xanh kia vui vẻ dạo dực nói, giống như là tiểu tặc Miêu đã đặt tới tay rồi vậy. Gã thiếu niên hắc bào khẽ hừ nhẹ một tiếng, địch ý trên mặt cũng thoáng giảm đi một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong vẫn không có chút thiện cảm nào. Có được tiểu tặc Miêu làm sợi dây liên hệ, Triệu Phong rất nhanh làm quen với ba người đến từ Liễu gia Lâm Lam quận này. Lão giả bố y mà hai người thiếu nữ váy xanh gọi là Liễu bá kia, chính là một vị trưởng lão của Liễu gia Lâm Lam quận. Thiếu nữ váy xanh thì tên là Liễu Đình Ngọc, vốn là một đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất trong đồng lứa của Liễu gia Lâm Lam quận. Thế nhưng, Triệu Phong từ mức độ cưng chiều của Liễu bá đối với nàng mà xét, thì thân phận của nàng hẳn là không đơn giản như bề ngoài. Mà gã thiếu niên hắc bào cuối cùng kia, tên là Liễu Đông, vô cùng ái mộ đối với Liễu Đình Ngọc, giống như một hộ hoa sứ giả vậy. Trong lòng Triệu Phong lập tức tỉnh ngộ, cơ bản là hiểu rõ thân phận lai lịch của ba người. Liễu gia Lâm Lam quận ở Đại Quốc Thiên Bồng chính là một cái tiểu tộc nhỏ bé đến mức không đáng nhắc đến. Địa vị giống như là triệu tộc ở Tương Vân Quốc vậy. Nhưng không ngờ một tiểu tộc như vậy, lại có được trưởng lão nửa bước chân linh cảnh tọa chấn. Bởi vậy có thể nhìn ra được, giới tu luyện tại Đại Quốc Thiên Bồng hoàn toàn siêu việt thập tam quốc cả một thời đại. Triệu Phong từ một cái sơn thôn nho nhỏ xa xôi hẻo lánh tiến vào trong cái thời đại phồn hoa thịnh thế như thế này, bị mọi người xem như kẻ nhà quê. Căn bản đã là được đánh giá rất cao rồi. Hì hì, Liễu Đình Ngọc lấy ra rất nhiều món ăn vặt mà mình thích ăn, đút cho tiểu tặc Miêu ăn. Chương 253, cập bến, tiểu tặc Miêu khẩu vị căn bản là cực cao. Những loại thức ăn bình thường, nó ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm. Mãi cho đến khi Liễu Đình Ngọc lấy ra nguyên tinh thạch cùng với một vài loại thiên tài địa bảo, mắt mèo mới nhất thời sáng lên, ăn uống như rồng cuốn hổ vồ. Lão giả bố y vuốt râu mỉm cười. Với đặc tính tham ăn tham tiền của tiểu tặc Miêu này, muốn chiêu dụ nó rời khỏi Triệu Phong, căn bản cũng không quá khó khăn. Nhân cơ hội này, Triệu Phong tự nhiên không quên hỏi thăm một chút tình huống về Liễu gia từ trong miệng ba người Liễu Đình Ngọc. Xin hỏi Liễu bá, ở trong nhất mạch Liễu gia của các người, có người nào tên là Liễu Cầm Tâm hay không? Triệu Phong dò hỏi. Lần này hắn đến Đại Quốc Thiên Bồng, chính là nhận được ủy thác của sư tôn đại trưởng lão, đến tìm kiếm người này. Nhiệm vụ này chính là quan hệ đến sự an bài tiền đồ của chính mình, thậm chí còn có hy vọng xoay chuyển thế cục của thập tam quốc. Liễu Cầm Tâm, nhìn khắp Liễu gia Lâm Lam quận chúng ta, cũng không có bất cứ người nào tên là Liễu Cầm Tâm cả. Liễu bá lắc lắc đầu, những người cùng tên cùng họ thật sự là rất nhiều, huống chi ở nơi Đại Quốc Thiên Bồng lãnh thổ rộng lớn khôn cùng như thế này. Triệu Phong nhất thời nín lặng, cho dù là tại triệu tộc trong dĩ vãng, những người cùng tên cùng họ với hắn cũng không chỉ có một người. Liễu tộc, một trong tứ đại gia tộc ở Đại Quốc Thiên Bồng, chính là tổng hệ của Liễu gia chúng ta. Bên dưới tổng hệ này còn có những phân tộc và chi tộc nữa. Theo như ta biết, dưới tổng hệ có tổng cộng là 7 đại phân tộc, về phần các chi tộc, chỉ sợ là có tới mấy trăm cái a, Liễu bá giải thích. Triệu Phong không khỏi líu lưỡi, gia tộc Liễu thị chính là một tổng hệ,
bên dưới có tới 7 đại phân tộc, mà ở dưới phân tộc thì lại còn có một đám lớn các chi tộc nữa. Liễu gia Lâm Lam quận chính là một cái chi tộc nhỏ đến mức không đáng nhắc tới trong phần đông đám chi tộc của Liễu tộc. Sau khi biết rõ những điều này, trong lòng Triệu Phong nhất thời kinh hãi. Căn bản không thể tưởng tượng nổi, gia tộc Liễu thị kia ở trong đại quốc Thiên Bồng này đến cùng là cắm rễ bao sâu. Thế lực khổng lồ đến mức nào? Với cấp bậc của Liễu gia Lâm Lam quận, chỉ sợ căn bản là không có tư cách liên hệ với tổng hệ Liễu tộc. Trừ phi cường đại như 7 đại phân tộc của Liễu tộc. Mỗi một phân tộc đều là một đại tộc có nội tình sâu dày đến cả ngàn năm. Mới có thể có chút lui tới với tổng hệ Liễu tộc. Liễu gia mà ta muốn tìm kiếm, rốt cuộc là thuộc tổng hệ, phân tộc hay là chi tộc đây? Triệu Phong có chút đau đầu. Nhiệm vụ thứ hai của hắn, chính là đi truyền tin. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này sẽ rất đơn giản, nhưng mà không nghĩ tới tình huống lại phức tạp đến như vậy. Dựa theo tình huống trước mắt mà xét, thì khả năng là thuộc tổng hệ Liễu tộc cũng không quá lớn. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, chỉ mong là một cái phân tộc nào đó của Liễu tộc. Địa vị cao cao một chút, nếu như là một cái chi tộc nào đó, như vậy thì phiền toái rồi. Cặp mày Triệu Phong nhíu chặt, phân tộc của Liễu tộc cũng chỉ có 7 cái, đều là thế lực lớn, thậm chí còn là bá chủ một phương. Nhưng mà chi tộc thì lại có nhiều lắm, đến mấy trăm cái, Triệu Phong cũng không biết. Khi hắn đề cập với Liễu bá ba chữ Liễu cầm tâm kia, trong ánh mắt của vị quý nhân kim bào kia chợt lóe lên một tia dị sắc. Liễu cầm tâm, chẳng lẽ là người đó? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Có lẽ là cùng tên cùng họ mà thôi. Vị quý nhân kim bào kia khẽ hít sâu một hơi, sau đó lại liên tục lắc đầu. Những người cùng tên cùng họ thật sự là có rất nhiều. Quý nhân kim bào khẽ mỉm cười bỏ qua. Độ thiên thuyền vẫn tiếp tục trong nộ thiên hà chậm rãi chạy đi. Thời gian rất nhanh trôi qua. Chỉ trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua 7-8 ngày. Độ thiên thuyền rốt cuộc cũng tiếp cận bờ bên kia. Bờ bên này của nộ thiên hà, trời xanh trong như ngọc bích, một mảnh giang sơn cầm tú xinh đẹp, phong cảnh giống như tranh vẽ, gợn sóng bao la hùng vĩ, thanh lệ vô cùng. Ánh mắt Triệu Phong phóng ra rất xa, thật sâu, rồi chìm vào trong cảnh sắc. Thật sự mê người a, bờ bên kia chính là thánh địa tu hành đại quốc Thiên Bồng hay sao? Trong ánh mắt của Liễu Đình Ngọc chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hai bàn tay phấn trắng nắm chặt lại, gần như bị mảnh đất này mê hoặc. Bờ nam của nộ thiên hà chính là khu vực hoang vắng bên ngoài đại quốc Thiên Bồng. Chỉ khi nào qua sông, mới có thể chân chính tiến vào thánh địa. Thần linh nhãn của Triệu Phong mơ hồ bắt giữ được một luồng lực lượng vô tận thông thiên triệt địa ẩn chứa bên trong nộ thiên hà. Phảng phất như muốn xé rách cả lục địa vậy. Bờ bên này của nộ thiên hà, nguyên khí thiên địa nồng đậm hơn rất nhiều lần, gần như gấp chục lần tại Hoành Vân Thập Tam Quốc. Ở giữa sông này không biết là ẩn chứa loại lực lượng thông thiên đến thế nào. Không ngờ lại có thể xoay chuyển sự phân bố nguyên khí thiên địa ở một trình độ nhất định của toàn bộ Bắc Đại Lục như thế này. Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, căn bản không thể nào đánh giá nổi cấp bậc của loại lực lượng kia. Nộ thiên hà này chính là một con sông vô cùng thần bí. Thiên cơ truyền thừa, bài danh đệ nhất trong tứ đại truyền thừa đại lục, mấy vạn năm trước đây đã từng xuất hiện ở nơi này, vì thế ở Bắc Đại Lục mới sinh ra một cái nộ thiên hà. Liễu bá mang theo một tia ngữ khí kể chuyện xưa. Nói, thiên cơ truyền thừa là loại truyền thừa còn lợi hại hơn xích nguyệt truyền thừa sao? Vẻ mặt Liễu Đình Ngọc tràn ngập hứng thú. Hỏi, trong số tứ đại truyền thừa đại lục, xích nguyệt truyền thừa bài danh thứ 3. Mấy trăm năm trước, truyền thừa này đã sản sinh ra một vị xích nguyệt giáo chủ dựng nên thành tựu chấn động muôn đời. Thiên cơ truyền thừa, ở trong tứ đại truyền thừa đại lục, chính là truyền thừa cổ xưa nhất, thần bí nhất, tần suất xuất hiện cũng thấp nhất. Những nội dung liên quan đến nó, ngay cả bên trong các sách cổ cũng không có lưu lại bao nhiêu. Liễu bá thoáng cười, nói, trong lịch sử, những miêu tả ghi chép có liên quan đến thiên cơ truyền thừa. Quả thật là quá ít, nó có phải là mạnh nhất hay không, cũng không thể xác định được. Nhưng tuyệt đối là cổ xưa nhất, thần bí nhất, nghe nói, mỗi một lần thiên cơ truyền thừa xuất hiện, đều dẫn phát nên đại biến đổi của thiên địa, ảnh hưởng đến bố cục của toàn bộ đại lục. Chỉ là, cái truyền thừa bài danh đệ nhất đại lục này đã thật lâu rồi cũng không thấy xuất hiện qua. Vị quý nhân kim bào từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc. Lúc này đột nhiên cảm khái lên tiếng. Những sự tích trong truyền thuyết này mọi người chỉ nghe qua cho biết, cũng không nhất định xem nó là sự thật. Không bao lâu sau, độ thiên thuyền đã đi đến bờ bên kia. Vù vù vù,
mọi người đều rất nhanh rời khỏi Độ Thiên Thuyền. Tốc độ nhanh nhất hiển nhiên chính là vị quý nhân kim bào kia. Thoáng lóe lên đã phóng vọt lên tận trời, biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu tử tóc xanh kia, đầu Thanh Phong Yến này của ngươi, thật sự không định bán ra hay sao? Gã trung niên áo xám Hôi Miêu Ưng kia, dẫn theo hai gã viện binh nữa, chậm rãi đến trước mặt Triệu Phong. Mà một chỗ khác, gã thanh niên tóc bạc Tề Cửu, khóe miệng chợt nhếch lên một tia lãnh ý trào phúng. Chương 254, ta là thuần thú sư. Hôi Miêu Ưng chẳng biết từ nơi nào kiếm tới hai gã viện binh. Tu vi cũng đã đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Thực lực không hề tầm thường, ít nhất cũng cùng một cấp bậc với Từ Tử Huyền, Ngạo Nguyệt Thiên. Tề Cửu dường như chỉ một mình một người, đứng ở một bên khác, cười lạnh không nói gì. Ngoài ra, còn có mấy người khác cùng đi chung trên Độ Thiên Thuyền lúc trước. Hiện tại cũng đang đứng một bên xem náo nhiệt, ánh mắt lóe lên quang mang nhàn nhạt. Nhất thời, bầu không khí tại nơi này có chút áp lực. Hết thảy mọi thứ, đều là do một gã tiểu tử tóc xanh đến từ bên ngoài Đại Quốc Thiên Bồng mà ra. Cái gã thiếu niên không biết từ quốc gia xa xôi hẻo lánh nào đó, trong tay mang theo một đầu linh sủng phi cầm chân quý và một đầu miêu sủng nhanh nhạy thông minh hiếm thấy, khiến cho mọi người đều phải đỏ mắt. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng tên tiểu tử đến từ bên ngoài này không có bối cảnh, không có chỗ dựa vững chắc, tu vi tầm thường, nhất định là dễ ức hiếp. Triệu Phong căn bản bất động thanh sắc, ánh mắt giống như cười nhạo, khẽ liếc nhìn về phía Liễu Bá phía sau. Dựa theo ước định lúc trước giữa hai bên, Triệu Phong cùng ba người Liễu gia đồng hành, mà ba người Liễu gia phải cam đoan sự an toàn của hắn. Liễu Bá muốn dùng thủ đoạn dụ dỗ dụ lợi để giúp Liễu Đình Ngọc đạt được tiểu tặc Miêu. Hiện tại đúng chính là cơ hội tốt để ban ơn lấy lòng. Các vị, vị tiểu huynh đệ này chính là khách nhân của Liễu gia Lâm Lam quận chúng ta. Mong rằng các vị cấp cho chúng ta một chút mặt mũi. Liễu Bá đảo quét qua mọi người, khí tức nửa bước chân linh cảnh lan tỏa ra, giống như một ngọn núi cao căn bản không thể vượt qua vậy. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, cường giả nửa bước chân linh cảnh có một loại thủ pháp vô cùng cao minh, có thể một phen đem chân lực chuyển hóa kéo dài, trở thành nửa bước chân linh khí, là một loại quá độ dần dần chuyển thành khí chân linh chân chính. Mức độ chuyển hóa thành nửa bước chân linh khí càng cao thì thực lực lại càng mạnh, thậm chí là vô hạn tiếp cận chân linh cảnh. Theo sự quan sát của Triệu Phong, nửa bước chân linh cảnh tại Thập Tam Quốc, nửa bước chân linh khí nhiều lắm cũng chỉ là chuyển hóa được nửa thành, một thành mà thôi, mà tại Đại Quốc Thiên Bồng, nửa bước chân linh cảnh phổ biến đều là chuyển hóa được từ 2 đến 3 thành. Thực lực so sánh với cường giả cùng cấp ở Thập Tam Quốc gần như là mạnh hơn gấp đôi. Độ chuyển hóa này tuy rằng vô cùng chậm chạp, nhưng mức độ chuyển hóa càng cao, xác suất đánh sâu vào chân linh cảnh cũng càng thành công cao hơn. Nếu như mức độ chuyển hóa có thể đạt tới 9 thành, như vậy xác suất thành công đánh sâu vào chân linh cảnh ít nhất cũng đạt tới 6 thành. Giờ phút này, khi Liễu Bá bộc phát ra nửa bước chân linh khí, đám người Hôi Miêu Ưng sắc mặt nhất thời đại biến. Nửa bước chân linh khí, mức độ chuyển hóa đạt tới 3, 4 thành, những người xem náo nhiệt xung quanh cũng đều hít mạnh một ngụm khí lạnh. Uy áp nửa bước chân linh lan tỏa khắp nơi trong hư không khiến cho tâm thần mọi người đều cảm thấy áp lực. Ba người bọn Hôi Miêu Ưng hô hấp gấp gáp, vẻ mặt tràn ngập sự kiêng kỵ và do dự. Nếu như có được sự che chở của ba người Liễu Bá, bọn họ muốn xuống tay với Triệu Phong gần như là không có bất cứ phần thắng nào cả. Liễu gia Lâm Lam quận chẳng qua chỉ là một chi tộc Liễu thị nhỏ bé không đáng nhắc tới mà thôi, căn bản 10 đời cũng không kéo được quan hệ với gia tộc Liễu thị. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc đột nhiên từ một bên truyền đến. Tề Cửu ngạo nghễ đứng tại chỗ, một đầu tóc bạc nhẹ nhàng bay lên, trên người ngưng hiện ra một cỗ khí tức xương lạnh nồng đậm. Phạm vi mấy trượng xung quanh nhất thời ngưng kết ra một tầng xương lam, nhiệt độ cũng đồng thời giảm thấp xuống. Cỗ khí lưu xương lạnh đến thấu xương kia, ăn sâu vào tận cốt tủy, khiến cho ngay cả Liễu Bá cũng có chút động dung. Cặp mày thanh tú của Liễu Đình Ngọc khẽ nhếch lên, thúc giục chân lực hộ thể. Gã thiếu niên hắc bào Liễu Đông thì sắc mặt trắng bệch, thúc đẩy chân lực chống đỡ, nhưng cũng có chút chật vật. Tề Cửu, ngươi chỉ cần chế trụ cái lão nhân kia, những kẻ còn lại cứ việc giao cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ phân cho ngươi 4 thành lợi nhuận. Vẻ mặt Hôi Miêu Ưng tràn ngập hỉ sắc, thực lực của Tề Cửu cường đại vượt quá tưởng tượng. Giờ phút này khí chàng cường đại thể hiện ra, đã có thể cùng Liễu Bá đối kháng với nhau. Triệu Phong vốn tưởng rằng thực lực của đối phương chỉ là tiếp cận Thương Vũ Nguyệt mà thôi,
Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn có thể so sánh được với Thương Vũ Nguyệt lúc ở Liên Minh Thịnh Hội. Thiên Xương Bá Cực Quyền, từ trong nắm tay Tề Cửu phát ra một tầng xương lạnh lam sắc kinh người. Chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang băng lam sắc đường kính tới nửa trượng, mang theo thanh âm rít gào kinh người, phóng thẳng về phía ba người Liễu Bá. Mau tránh ra, Liễu Bá quát lớn một tiếng. Khí chàng nửa bước chân linh khí xuất hiện quanh thân, hư hóa ra một cái đại trưởng hư ảnh thổ hoàng sắc. Bồng, đại trưởng hư ảnh nở rộ ra quang mang thổ sắc nồng đậm. Sau khi phá không, uy năng vẫn còn tiếp tục tăng vọt, dùng một loại cường thế vô cùng đánh tan công kích của Tề Cửu. Thân hình Tề Cửu lui nhanh về phía sau, biến ảo ra mấy đạo hàn ảnh liên tiếp, hướng về phía Liễu Bá phát động công kích mãnh liệt. Tề Cửu này thực lực quả thật cực mạnh, công kích tiếp cận với Thương Vũ Nguyệt, thân pháp và phòng ngự lại càng mạnh hơn. Tổng hợp lại mà nói, ít nhất so sánh với Thương Vũ Nguyệt khi chưa lĩnh ngộ hạt rông kiếm ý còn mạnh hơn nửa cấp bậc. Trong lòng Triệu Phong thầm than, đương nhiên, luận tuổi tác mà nói, Tề Cửu so với Triệu Phong và Thương Vũ Nguyệt còn lớn hơn đến mấy tuổi. Thương Vũ Nguyệt sau khi củng cố được hạt giống kiếm ý, thực lực tất nhiên sẽ có sự tăng trưởng hoàn toàn mới. Ra tay, Hồi Miêu Ưng quát lớn một tiếng, dẫn theo hai gã viện binh thất trọng thiên thoát phàm cảnh, giết thẳng về phía ba người bọn Triệu Phong. Thực lực Liễu Đình Ngọc cũng không hề tầm thường, lấy tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh, vững vàng ngăn cản một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Liễu Đồng ứng phó một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh còn lại thì có chút chật vật. Tiểu tử tóc xanh, hiện tại ngươi giao ra Thanh Phong Yến, tự chặt chân tay, chúng ta có thể nể tình tha cho ngươi một mạng. Hồi Miêu Ưng lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, có Tề Cửu chế trụ Liễu Bá, ba gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh bọn họ hoàn toàn đủ khả năng nghiền nát ba người bọn Triệu Phong. Hà hà, thật không? Thanh Phong Yến ta nguyện ý dâng ra, nhưng phải xem các ngươi có năng lực bắt giữ hay không. Triệu Phong phất tay một cái, khẽ huýt sáo nhẹ một cái, Thanh Phong Yến ở giữa không trung nhất thời đảo thân bay xuống. Hửm, Hồi Miêu Ưng thoáng dùng mình một chút, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Phong Yến hóa thành một đạo quang tuyến thanh sắc mắt thường khó có thể nhìn thấy nổi. Nhanh như tia chớp lao thẳng về phía Hồi Miêu Ưng. Phốc, Hồi Miêu Ưng lăn nhanh một vòng trên mặt đất, trên vai vẫn còn lưu lại một vết máu thật dài. Nếu như không phải vừa rồi hắn nhanh chóng trốn tránh, phát ra chân lực hộ thể, chỉ sợ hiện tại đã bị cắt thành hai mảnh rồi. Lông chim Thanh Phong Yến toàn thân cứng chắc, đầu cánh mỏng như cánh ve, thập phần sắc bén, hơn nữa hình thể tương đối nhẹ nhàng, tốc độ công kích cũng vô cùng nhanh, cho nên, trong lúc tập kích bất ngờ, Hồi Miêu Ưng nhất thời khinh suất, liền bị một chút thiệt thòi. Xúc sinh, Hồi Miêu Ưng nhất thời kinh sợ, phát động công kích về phía Thanh Phong Yến, dường như muốn bắt nó lại. Thế nhưng, Thanh Phong Yến chính là yêu thú cấp bậc thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Tốc độ cực nhanh, công kích cường đại, nào có thể dễ dàng đối phó như vậy. Chương 254, ta là thuần thú sư. Dưới sự khống chế của Triệu Phong, Thanh Phong Yến phát động chiến thuật công kích như lôi đình, lần lượt phá không, lần lượt lao xuống, xẹt qua những quỹ tích huyền diệu khó lường. Hết lần này đến lần khác dồn Hôi Miêu Ưng lâm vào hiểm cảnh, những người đang xem chiến ở gần đó cũng đều giật mình không thôi, liên tiếp nghị luận. Chẳng lẽ tên tiểu tử tóc xanh này chính là thuần thú sư cực kỳ hiếm thấy sao? Thuần thú sư, ở cả Đại Quốc Thiên Bồng này cũng là một chức nghiệp vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa còn thập phần được hoan nghênh a. Lúc này, trong đám người giao phong hai bên thì Triệu Phong chính là kẻ ung dung nhàn nhã nhất. Hắn căn bản không cần xuất thủ, chỉ sử dụng tinh thần bí thuật, chỉ huy Thanh Phong Yến tác chiến, cũng có thể hoàn toàn áp đảo Hôi Miêu Ưng. Tốc độ và công kích của Thanh Phong Yến căn bản đều là nhất lưu. Uy hiếp duy nhất chính là ở phòng ngự, chẳng qua dưới sự điều khiển của ta. Khóa miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, thần linh nhãn của hắn có thể nắm rõ quỹ tích và sơ hở của Hôi Miêu Ưng, khiến cho Thanh Phong Yến đứng ở thế bất bại. Thực lực của Hôi Miêu Ưng tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào ứng phó nổi. Mà một bên khác, Liễu Bá và Tề Cửu chiến đấu một chỗ với nhau, ánh mắt thoáng đảo qua ba người bọn Liễu Đình Ngọc. Trên thực tế, Liễu Bá hiện tại vẫn còn lưu lại chút dư lực, chính là muốn cấp cho hai người bọn Liễu Đình Ngọc một cơ hội thực chiến. Liễu Đình Ngọc cũng không khiến cho hắn phải thất vọng, trí tuệ thiên tư cực cao, chiến lực không hề tầm thường, dễ dàng thoải mái ứng phó đối thủ thất trọng thiên thoát phàm cảnh, thậm chí mơ hồ còn chiếm thế thượng phong nữa. Về phần gã thiếu niên hắc bào Liễu Đông,
có thể miễn cưỡng ngăn cản một gã đối thủ thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Cũng xem như có chút năng lực rồi. Nhưng mà, khiến cho Liễu Bá ngoài dự liệu nhất chính là Triệu Phong. Cái tên thiếu niên tóc xanh đến từ nước ngoài này, không ngờ lại không uổng công hắn cố tình chiêu dụ. Bằng vào tọa kỵ phi cầm, đã có thể lực áp Hôi Miêu Ưng, thực lực không hề tầm thường rồi. Dù sao, thực lực của Hôi Miêu Ưng này cũng không tầm thường. Ngoại trừ không bằng Tề Cửu gia, tuyệt đối là đứng đầu trong ba người còn lại. Hửm, cỗ tinh thần chấn động này, hắn có thể sử dụng bí pháp đặc thù, khống chế thanh phong yến tác chiến. Chẳng lẽ, hắn thật sự là thuần thú sư sao? Liễu Bá cảm nhận được trên người của Triệu Phong có một luồng tinh thần chấn động mờ mịt. Thuần thú sư, chính là một loại chức nghiệp cực kỳ hiếm thấy. Loại chức nghiệp này hoàn toàn có thể thuần hóa yêu thú thành tọa kỵ linh sủng. Hơn nữa còn có thể câu thông với yêu thú nữa. Như vậy, những người có lực lượng tinh thần cường đại hơn người sẽ có ưu thế rất lớn khi theo đuổi con đường này. Trên thực tế, Triệu Phong cũng có được mấy lần cơ hội có thể điều khiển Thanh Phong Yến phát động công kích mang tính chí mạng đối với Hôi Miêu Ưng, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Chẳng qua, hắn cũng có ý định thầm tìm hiểu một chút thực lực của ba người bọn Liễu Bá. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu ngồi ở trên vai của hắn, hai chân trước không ngừng huy động, khoa tay múa chân, tiến hành cổ vũ cho mọi người. Triệu Phong mỉm cười tùm tìm gật đầu, thiếu chút nữa còn vỗ tay tán thưởng nữa. Một màn này khiến cho mấy người bọn Hôi Miêu Ưng thiếu chút nữa hộc máu. Liễu Bá thì vô cùng ngạc nhiên, có cảm giác một người một mèo này thuần túy chính là đang xem kịch vui. Hì hì, tiểu tặc Miêu đang cổ vũ cho ta hay sao? Sắc mặt Liễu Đình Ngọc tràn đầy vui vẻ, càng ra sức phát chiêu, một phen đánh cho đối thủ liên tục bại lui. Nàng ta thật sự không nhìn thấy được vẻ xem kịch vui trong mắt của tiểu tặc Miêu. Đáng giận, một người một mèo này căn bản chính là xem náo nhiệt. Không định ra tay, Liễu Đông bị đánh đến mức không thở nổi ra hơi. Hắn từ lâu đã cảm thấy không vừa mắt hành vi của Triệu Phong rồi. Hắn bị một gã thất trọng thiên thoát phàm cảnh trong đó đánh cho đến mức không có lực hoàn thủ. Nếu như Triệu Phong có thể ra tay hỗ trợ, ít nhất cũng có thể chống đỡ được thêm một chút. Thế nhưng, một người một mèo này hiển nhiên là không có ý tứ nhúng tay vào. Chiến đấu một lúc khá lâu sau, mắt thấy Liễu Đông đã sắp sửa không chống đỡ được nữa. Không tệ, Liễu Bá khẽ gật đầu, nửa bước chân linh khí trong cơ thể nhất thời dâng trào lên một trận. Khí tức toàn thân tăng vọt, mạnh mẽ phản công, hắn dù sao cũng là trưởng lão của một gia tộc, nửa bước chân linh khí trong cơ thể đã chuyển hóa đến 3.4 thành, nhanh chóng đánh lui được Tề Cửu, nhất cử chiếm được thượng phong. Thế nhưng Tề Cửu còn khó chơi hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Bên ngoài thân thể ngưng kết ra một tầng băng giáp, lực phòng ngự kinh người. Không chỉ như thế, trong cơ thể Tề Cửu còn trào ra một luồng lực lượng huyết mạch. Bốn phía xung quanh nhất thời xuất hiện băng lưu xương lạnh rít gào. Chiến lực tăng lên không ít. Không xong, trong cơ thể Tề Cửu này không ngờ lại có lực lượng huyết mạch. Trong lòng Liễu Bá cả kinh một hồi. Tình huống hiện tại, có thể nói là cưỡi hổ khó xuống. Hắn vốn tưởng rằng có thể thoải mái nắm trong tay toàn cục. Tiến thoái tự nhiên, không nghĩ tới Tề Cửu này lại khó chơi đến như thế. Lần này, Triệu Phong khẽ gật đầu một cái. Ha ha, tiểu tặc Miêu, đến lúc ngươi ra tay rồi. Meo meo, tiểu tặc Miêu cực kỳ không tình nguyện lắc đầu. Nhưng còn chưa đợi nó phản ứng, Triệu Phong đã nắm cái lỗ tai mèo của nó, cật lực ném thẳng về phía Hôi Miêu Ưng. Cái gì đây? Hôi Miêu Ưng đang cùng với Thanh Phong Yến chiến đấu, lại phát hiện ra tiểu tặc Miêu đã bị Triệu Phong biến thành một quả bóng ném về phía mình. Trong mắt hắn chợt lóe lên lãnh quang, giơ tay đánh thẳng về phía tiểu tặc Miêu. Vụt, tiểu tặc Miêu đột nhiên bỗng biến mất trong tầm mắt của hắn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng lại, thì một cái miêu chảo đã phốc một tiếng, xẹt qua cổ họng của hắn. Xoạt, cổ họng của Hôi Miêu Ưng nhất thời rách toạc, máu chảy ra như suối, thân thể ngã rạp xuống mặt đất. Meo meo, lúc này tiểu tặc Miêu mới từ trong hư không hiện ra. Con mèo này lại còn biết ẩn thân nữa. Con mèo này quả thật là vô cùng giàu hoạt. Không ngờ lại có thể nhất cử giết chết Hôi Miêu Ưng. Những người đang quan chiến xung quanh cũng đều thất sắc. Hiển nhiên, đầu tiểu tặc Miêu ở bên cạnh Triệu Phong này cũng không phải là một đầu sủng vật bình thường. Sau khi Hôi Miêu Ưng bị giải quyết xong, chiến cuộc liền hoàn toàn nghiêng về một phía. Tề Cửu liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi nơi thị phi này. Liễu Bá thoáng thở dài một hơi, khẽ đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình. Vừa rồi thiếu chút nữa là không thể khống chế nổi cục diện rồi.
Rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn khẽ chuyển, nhìn sang phía Triệu Phong, trên mặt toát ra vẻ cẩn thận cùng cung kính, hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ, người có phải là một thuần thú sư cực kỳ hiếm thấy hay không? Thuần thú sư, Triệu Phong nhận ra được một tia chờ mong cùng với kinh ý ở trong mắt của Liễu Bá. Đúng vậy, ta chính là thuần thú sư. Triệu Phong tâm niệm vừa truyền, gật đầu thừa nhận, chương 255, Hồng Hồ Thành, đúng vậy, ta chính là thuần thú sư. Vẻ mặt Triệu Phong hết sức bình tĩnh, rất vô sỉ thừa nhận cái danh hiệu cao thượng này. Liễu Bá và những người chung quanh cơ bản cũng đều tin tưởng 10 phần. Dù sao, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy Triệu Phong chỉ huy Thanh Phong Yến. Lực áp Hôi Miêu Ưng tu vi thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Trên mặt gã thiếu niên hắc bào Liễu Đông thì lại mang theo vài phần hồ nghi. Cái tên thiếu niên từ nơi khỉ ho có gáy chạy tới này, chớp mắt đã xoay người biến đổi, trở thành một vị thuần thú sư khiến kẻ khác phải sùng kính. Như vậy cũng quá mức kỳ ảo rồi. Đại quốc Thiên Bồng diện tích lãnh thổ rộng lớn, địa vực khổng lồ, nhu cầu đối với tọa kỵ phi cầm cực cao. Tốc độ của nhân loại cho dù có nhanh đến đâu đi chăng nữa, cường đại như chân linh cảnh, đối mặt với quãng đường lấy đơn vị ngàn dặm mà tính toán, cũng đều có chút lực bất tòng tâm. Ở nơi này, gần như mỗi một kẻ tu luyện thực lực cường đại một chút, trong tay đều sẽ có một tọa kỵ linh sủng chuyên dùng để di truyền. Vị quý nhân Kim Bảo lúc trước cũng chính là như thế. Có được một đầu tứ dực phi vân báo, bất luận là phi hành hay chiến đấu, cũng đều vô cùng thực dụng. Thử nghĩ mà xem, trong một tràng chiến tranh vượt qua quãng đường lên đến mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, chỉ dựa vào sức của bàn chân, đó là loại đau khổ đến mức nào. Tóm lại, tọa kỵ linh sủng ở Đại Quốc Thiên Bồng luôn ứng dụng rất rộng rãi. Ở những địa vực trong này, chúng lại chính là vật tư chiến lược khiến người ta tranh chấp, chiếm đoạt. Chính bởi vì như vậy, cho nên thuần thú sư ở Đại Quốc Thiên Bồng mới vô cùng được hoan nghênh. Chỉ là cái loại chức nghiệp vô cùng thực dụng này lại quá mức thưa thớt, so sánh với trận pháp sư và luyện đan sư còn hiếm thấy hơn rất nhiều. Cho nên, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Triệu Phong, thần sắc của Liễu Bá cũng trở nên cung kính và kích động hơn một chút. Hóa ra ngươi chính là thuần thú sư, khó trách có thể có được sủng vật đáng yêu và nhanh nhạy như thế. Cặp mắt trong suốt của Liễu Đình Ngọc sáng lên, dương mắt nhìn về phía Triệu Phong, trong ánh mắt có thêm vài phần sùng bái và hâm mộ. Trong số ba người, cũng chỉ có mình Liễu Đông là sắc mặt tối tăm phiền muộn. Trong lòng vẫn có chút hoài nghi, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn hơn phân nửa cũng sẽ tin tưởng. Nhưng mà bản thân Liễu Đông lại rất có thành kiến đối với Triệu Phong, nói thế nào cũng không chịu chấp nhận sự thật này. Liễu Bá, Đình Muội, ta chưa từng nghe nói qua có vị thuần thú sư nào trẻ tuổi như vậy. Liễu Đông nói ra sự nghi ngờ của mình, vẫn còn ôm theo địch ý đối với Triệu Phong. Đông Nhi, không được vô lễ, Liễu Bá quát lớn một tiếng, cắt ngang lời nói của Liễu Đông. Thuần thú sư, đối với một gia tộc nhỏ như Liễu Gia Lâm Lam Quận mà nói, chính là một chức vị cực kỳ thiếu khuyết, bình thường chính là vạn kim khó cầu. Trong Liễu Gia Lâm Lam Quận bọn họ, cũng chỉ có được mấy vị thuần thú sư cấp bậc học đồ, chỉ có thể phụ trách những vấn đề đơn giản như chăn nuôi, chữa thương cho linh thú tọa kỵ. Nhưng nếu như nói đến chân chính thuần hóa yêu thú, thì bọn họ lại không có khả năng này. Trước kia, Liễu Gia Lâm Lam Quận cũng từng có lần dùng số tiền khổng lồ mời một vị thuần thú sư chân chính đến làm khách một thời gian, hỗ trợ thuần hóa vài con yêu thú cấp thấp, nhưng chẳng được bao lâu, đã bị gia tộc khác dùng số tiền lớn hơn mời đi mất. Thân phận của ta, không cần phải chứng minh cho bất luận kẻ nào tin tưởng. Triệu Phong lạnh nhạt liếc mắt nhìn Liễu Đông một cái, trong thanh âm lộ ra sự khinh thường 10 phần. Meo meo, tiểu tặc Miêu đứng trên lưng hắn cật lực gật đầu một cái, dùng miêu chảo khoa tay múa chân, giống như là đang làm chứng cho chủ nhân mình vậy. Nhìn thấy một màn như vậy, Liễu Bá và Liễu Đình Ngọc càng thêm tin tưởng không chút nghi ngờ. Trong lòng Liễu Đông cũng có chút chột dạ, không dám tùy tiện lên tiếng nữa. Nếu không phải là một thuần thú sư, Triệu Phong chỉ là một gã thiếu niên ngoại quốc, cho dù có tu vi lục trọng thiên thoát phàm cảnh đi chăng nữa, cũng khó có được một đầu linh sủng phi cầm cường đại như Thanh Phong Yến vậy. Thuần thú sư ca ca, vậy ước định lúc trước của chúng ta có còn tính nữa hay không? Cặp mắt của Liễu Đình Ngọc khẽ chớp động mấy cái, có vài phần tinh linh, giảo hoạt. Liễu Bá cũng nở nụ cười hòa ái. Dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, chỉ cần tiểu tặc Miêu chịu đi theo chúng ta, người sẽ không ra tay ngăn cản phải không? Đương nhiên là có hiệu quả.
chẳng qua muốn cướp đi một đầu linh sủng từ trong tay của một thuần thú sư cũng không chuyện dễ dàng đâu. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói, meo meo. Tiểu tặc Miêu đứng trên vai Triệu Phong, lộn nhào một cái, lúc lắc cái đuôi, vẻ mặt cao ngạo, cự tuyệt những điều kiện hấp dẫn của mấy người Liễu Đình Ngọc. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của đám người Liễu Bá. Nếu như tiểu tặc Miêu có thể dễ dàng bị mời đi như vậy, Triệu Phong căn bản là uổng mang danh thuần thú sư rồi. Liễu Bá hít một hơi, đề nghị, không bằng như vậy đi, tiểu huynh đệ cho Đình Nhi thêm thời gian 100 ngày nữa để thuyết phục tiểu tặc Miêu. Hơn nữa, ngài thân là một vị thuần thú sư, trong quá trình này cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn nào khác để can thiệp chứ. Ta đương nhiên là sẽ không quấy nhiễu rồi, nhưng mà trong thời gian 100 ngày này, Triệu Phong ra vẻ do dự, nói, cho đến lúc này, mục đích của hắn xem như đã đạt thành được một nửa. Hà hà, tiểu huynh đệ không phải là đang muốn tìm một nữ nhân họ Liễu hay sao? Lần này mục tiêu của ba người chúng ta là một trong 7 đại phân tộc của gia tộc Liễu Thị. Liễu gia Hồng Hồ quận, Liễu Bá lại cười nói, Hồng Hồ Liễu gia, trong lòng Triệu Phong không khỏi vui vẻ, cuối cùng cũng có thể liên hệ với một phân tộc Liễu Thị cấp bậc khá cao rồi. Hồng Hồ Liễu gia ở tại khu vực Hồng Hồ quận này chính là một phương bá chủ. Đến nơi đó, càng tiện lợi hơn cho tiểu huynh đệ tìm người. Hơn nữa theo như ta biết, Hồng Hồ Liễu gia có bản gia phả tương đối đầy đủ của Liễu tộc. Càng dễ dàng cho việc tìm người hơn. Liễu Bá nhìn thấy Triệu Phong đã động tâm, lại vội vàng cấp thêm một điều kiện mê người nữa. Lúc trước khi còn ở trên Độ Thiên Thuyền, Liễu Bá đã biết được Triệu Phong chính là muốn đi tìm người. Cũng được, Triệu Phong trịnh trọng gật đầu. Thật tốt quá, Liễu Đình Ngọc không khỏi nhảy nhót một trận, quấn lấy tiểu tặc Miêu mà chơi đùa một hồi. Liễu Bá cũng khẽ thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy may mắn. Nếu có thể cùng với một vị thuần thú sư có tiềm lực cực lớn kết nối giao tình, đối với Liễu Gia Lâm Lam quận mà nói, trăm lợi không một hại. Mấy người Liễu Bá không chú ý tới. Lúc này Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo ý cười như đã đạt được mục đích. Bọn họ căn bản không biết rằng, ngay từ thời điểm lúc Triệu Phong giả mạo thuần thú sư, đã liền có ý định muốn thông qua manh mối của ba người Liễu Bá nhằm để thăm dò tung tích. Hương 255, Hồng Hồ Thành, khiến cho Triệu Phong càng thêm kinh hỉ chính là kế tiếp hắn liền có cơ hội tiến vào một trong 7 đại phân tộc bên dưới tổng hệ Liễu tộc. Việc này đối với kế hoạch tìm người của chính mình có sự trợ giúp cực lớn. Chính vì như thế, cho nên Triệu Phong đã phải hứa hẹn cấp cho tiểu tặc Miêu 100 nguyên tinh thạch hạ phẩm để làm phí dịch vụ. Nếu không có tiểu tặc Miêu, Triệu Phong căn bản không thể nào thuận lợi tiếp xúc với gia tộc Liễu Thị như vậy. Nếu tùy tiện tiếp cận, nhất định sẽ khiến cho Liễu Thị cảnh giác. Đồng thời, trong lòng Triệu Phong cũng có chút oán giận. Sư tôn à, cái nhiệm vụ truyền tin này, tin tức ngài đưa ra quả thật quá ít rồi. Cả đại quốc Thiên Bồng rộng lớn đến như vậy, gia tộc Liễu Thị nhiều đến mấy trăm cái, những người tên Liễu Cầm Tâm lại nhiều đến mức không đếm hết nổi. Trên thực tế, Triệu Phong đã trách lầm đại trưởng lão. Đại trưởng lão từ trước đến giờ chưa từng đi qua đại quốc Thiên Bồng lần nào. Đối với tin tức cụ thể của người kia cũng biết không nhiều lắm. Thậm chí việc quen biết người kia cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi. Mục tiêu chân chính của đại trưởng lão chính là một phen sắp xếp ổn thỏa cho tương lai của Triệu Phong. Về phần thế cục của thập tam quốc, căn bản là không ôm quá nhiều hy vọng. Sau khi vượt qua Nộ Thiên Hà, Triệu Phong và ba người Liễu Bá chính thức kết bạn mà đi. Liễu Bá tuy là trưởng lão của chi tộc Liễu Thị, nhưng số lần vượt qua Nộ Thiên Hà, tiến vào bờ bên kia cũng không tính là nhiều. Cứ cách mỗi 5 năm, chi tộc Liễu Gia Lâm Lam quận chúng ta lại đề cử 1-2 thiên tài đưa đến phân tộc Hồng Hồ quận. Liễu Bá cũng không có giấu giếm mục đích chuyến hành trình. Triệu Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Cái loại danh ngạch thiên tài đề cử này, lúc ban đầu khi ở Trấn Thanh Diệp, hắn cũng từng may mắn nhận được. Lúc trước, hắn và Triệu Tuyết được đề cử đi gia tộc Triệu Thị tại Vũ Dương Thành. Cuối cùng mỗi người đều đi lên quỹ tích nhân sinh bất đồng nhau. Mà Liễu Đình Ngọc và Liễu Đông trước mắt này, đồng dạng cũng là người được đề cử đi tới phân tộc cấp bậc cao hơn của gia tộc. Những gì trải qua cũng không khác gì Triệu Phong năm xưa. Hơn nữa, Triệu Phong còn nhìn ra được, tư chất của Liễu Đình Ngọc hơn xa Liễu Đông. Quỹ tích nhân sinh của hai người sau này cũng sẽ hoàn toàn bất đồng nhau. Mặc dù thiên phú của Liễu Đông cũng không tệ, có thể so sánh với sư huynh Dương Kiền. Liễu Bá khẽ vỗ nhẹ một cái túi nhỏ đặc chế đeo bên hông mình. Một luồng khói lóe lên, nhất thời hiện ra một đầu cự điêu lông xanh.
dang rộng hai cánh ra, chiều dài ước chừng 10 trượng. Triệu Phong không có được túi linh sủng, cũng chỉ có thể hâm mộ mà nhìn. Cùng lên cả đi, Liễu Bá vỗ vỗ lưng Điêu một cái, bảo mấy người cùng ngồi lên. Luận cấp bậc, đầu cự điêu lông xanh trước mặt này cũng đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Nhưng so sánh tốc độ và mức độ quý hiếm thì còn xa mới bằng được thanh phong yến của Triệu Phong. Chẳng qua, thể tích của đầu cự điêu này khá lớn, có thể đồng thời chờ được tới gần 10 người. Điểm này so với thanh phong yến thể tích khá nhỏ, thì lại có ưu thế hơn. Hồng Hồ Liễu gia, cách Nộ Thiên Hà cũng không tính là quá xa, tương đương khoảng cách phân nửa Tương Vân Quốc mà thôi. Trên đường đi tới, bay ngang qua một mảnh giang sơn cẩm tú xinh đẹp hùng vĩ, khiến cho Triệu Phong mở rộng nhãn giới rất nhiều. Thánh địa tu hành đại quốc, nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm, võ phong cường thịnh, trong thế tục, cứ 10 người lại có một vị thoát phàm cảnh, chứ đừng nói gì đến thế giới tông môn. Trên bầu trời thường xuyên có thể nhìn thấy được phi cầm tọa kỵ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy được thân ảnh của cường giả chân linh cảnh nữa. Đối với chuyện này, Liễu Bá cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Những cường giả chân nhân cấp bình thường ở các nơi của đại quốc thường xuyên vẫn nhìn thấy được, chỉ có cường giả chân huyền cấp trở lên mới có thể hiếm thấy hơn một chút. Cường giả chân chủ cấp mặc nhiên đứng ở đỉnh cao sừng sững, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, không ai không phải là chúa tể một phương. Mấy ngày sau, cự điêu lông xanh đã tiến vào một khu vực thủy vịnh sông Hồ chằng chịt. Hồng Hồ quận ở đại quốc Thiên Bồng xem như cũng có danh tiếng không nhỏ. Những gia tộc cùng tông phái đóng đô ở trong này cũng có đến mấy chục cái danh tiếng vang dội khắp cả đại quốc Thiên Bồng. Thần linh nhãn của Triệu Phong tra xét ra một cái kết quả. Phiến thiên địa này, nguyên khí thiên địa vô cùng tinh thuần, nồng hậu, xác suất thiên tài địa bảo xuất hiện cũng rất cao. Ở Hồng Hồ quận này, phân tộc Liễu Thị chính là một trong ba cỗ thế lực cực mạnh. Phía trước chính là Hồng Hồ Thành. Liễu Bá đã tới nơi này mấy lần, không ngừng giới thiệu cho Triệu Phong. Mà trên thực tế, thần linh nhãn của Triệu Phong đã sớm nhìn thấy được Hồng Hồ Thành ở phía trước khá xa. Thậm chí ngay cả hình dáng đại khái của cả đại thành cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả Hồng Hồ quận này có hình dáng như hình tam giác. Trong đó mảnh lục địa của Hồng Hồ quận hơi nhô ra, cũng có thể được xem như là một cái bán đảo, gần như tiếp cận vùng thủy vực trung tâm của Hồng Hồ. Mà Hồng Hồ Thành đứng sừng sững ở ngay trung tâm của cái bán đảo kia. Phong cảnh quanh co khúc khuỷu, tráng lệ bàng bạc. Sau khi cự điêu lông xanh bay tới phụ cận Hồng Hồ Thành, hành vi cử chỉ của mấy người Liễu Bá liền trở nên có chút câu nệ hơn. Trên không trung của Hồng Hồ Thành, thỉnh thoảng lại có những luồng khí tức cường đại bay vọt qua, thường xuyên là nửa bước chân linh cảnh, thậm chí là cường giả chân nhân cấp nữa. Thần linh nhãn của Triệu Phong quan sát toàn cục, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu so sánh với khu vực phồn hoa ở nơi này mà nói, thì phiến địa vực thập tam quốc kia quả thật cũng chỉ là một nơi khỉ ho cò gáy mà thôi. Hồng Hồ Liễu gia chiếm đóng ở khu vực phía đông Hồng Hồ Thành, giữ lấy một mảnh địa vực phồn hoa thật lớn. Sau khi tiến vào Hồng Hồ Thành, có một cái văn bản quy định vô cùng rõ ràng. Những linh sủng phi cầm loại lớn nhất định phải thu nạp vào trong túi linh sủng, không được phép mang theo vào trong thành. Liễu Bá yên lặng thu hồi lại cự điêu lông xanh, mấy người từ từ hạ xuống, chuẩn bị tiến vào trong thành. Triệu Phong thì lại có chút buồn bực, hắn không có túi linh sủng, trước mắt cũng không có đủ tiền mà mua. Đứng lại, mấy tên thủ hạ phi thân nhảy ra, ngăn cản Triệu Phong lại. Theo nguyên tắc mà nói, thanh phong yến của hắn cũng xem như là linh sủng phi cầm loại lớn. Dù sao chiều rộng cũng lên đến mấy trượng, tiến vào trong thành, nếu như vô tình đả thương người, cũng tính là quấy nhiễu trị an. Ở giữa không trung Hồng Hồ Thành có rất nhiều thủ vệ cưỡi phi cầm tuần tra. Thực lực khoảng chừng từ ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh đến thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Những thủ vệ cấp bậc đội trưởng thì lại đạt tới nửa bước chân linh cảnh. Hiện tại Triệu Phong chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, đi vào thành, tạm thời để Thanh Phong Yến ở lại ngoài thành. Nhưng mà như vậy, Thanh Phong Yến ở lại bên ngoài, rất dễ bị kẻ khác này sinh ý định không tốt. Thứ hai, từ bỏ ý định vào thành. Hết chương 255 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.